Cửa hàng Tuấn Hải xin gửi lời chào toàn thể mọi người nhé. Ngày nay thì bên cửa hàng em xin giới thiệu các bác về một lô máy cưa xích hàng Nhật bãi này. Ký hiệu mã cưa là mã K, từ K1 cho đến K6. Những dòng máy cưa cắt gia đình, cắt tầm trung và cắt khai thác các bác nhé. Hôm nay có những dòng máy cưa như là có dòng công suất M lớn như là 52cc này. Có dòng máy nòng đứng của dòng Echo này. Echo 332, máy đẹp xuất sắc luôn. Ngày nay thì em toàn lên hàng máy VIP, máy tuyển cho các bác luôn. Đấy, máy móc như mới luôn nhá. Đấy, cây 3401 này cũng rất là xuất sắc này. Đặc biệt cây máy Tanaka này. Đó. Số điện thoại cửa hàng bên em là 0392 973 923. Các bác xem video vui lòng ủng hộ cho em xin một nút like, nút đăng ký kênh và bật chuông thông báo ạ. Bên em sẽ tặng các bác đủ đồ như típ mở buji, rũa cưa, đồ vặn và bao phí vận chuyển. Shipper giao hàng đến bên em, các bác được mở gói hàng ra và được test máy thoải mái các bác nhé. Ok, xin giới thiệu chi tiết từng cây máy trong lô cưa ngày hôm nay. Với chiếc máy đầu tiên này là một cái hệ máy cưa tay cụt của dòng Tanaka. Cây này với công suất là 33cc. Một cái hệ máy cưa nhỏ gọn siêu đẹp. Đấy, bô máy các bác nhìn qua này. Bô máy còn rất là đẹp, sáng tươi. Đó, tăng xích ở chân nam. Máy này lam dài 40 và được lam dài 40 được cắt 35. Xích của máy chạy là xích chung 91. Cái dòng xích này rất là thông dụng này. Đó, cực kỳ thông dụng, các bác rất là dễ mua. Và giá cả rất phải chăng. Máy này thì độ mới nên các bác nhìn qua những đầu máy này, cái phần này. Đấy, độ mới cực kỳ cao nhá, lên tầm khoảng 95% luôn cái máy cưa này. Đấy, về phần đế này. Các thứ này rất là mới. Chuông côn các thứ nó rất là dày dặn luôn các bác nhá. Đó, máy này em để giá là 1.900.000. Đó, các bác đi cắt củi tỉa vườn ở nhà hoặc là leo trèo lên cây cao cắt cành tỉa nhánh thì cực kỳ tiện. Đó, test nổ luôn tiếng máy này, mã K1 để giá là 1.900.000. Có cái chỗ này là các bác đợt tăng chỉnh nhớt nam, các bác mà muốn nhớt nam ra nhiều ra ít thì cứ tăng chỉnh nhá. Thì đoạn này cứ theo kia đồng hồ là được nhiều và ngược kia đồng hồ là ít đi. Đó. Mặt cắt của cây máy này cắt được dòng cắt như xô sơn, cắt thoải mái luôn các bác nhá. Đó, máy móc cực kỳ đẹp, siêu VIP. Chiếc máy thứ hai là dòng máy của Makita. Cây này với công suất là 36cc và nòng bi tông là 40. Chạy sử dụng lam dài 40 được cắt là 35, xích chạy xích chung 91. Xích tỷ lệ của phần trăm khá là cao các bác nhá. Đấy. À, về máy móc các bác nhìn qua này, bô máy còn sáng này, lốc máy này là lốc nhôm. Đó, cân nặng của dòng máy này là 4kg. K2 để giá là 1.500.000. Các bác nào đang đi tìm một cây máy cưa tầm trung, đi tỉa vườn tỉa nhánh mà giá rất là phải chăng thì có thể sử dụng cái dòng máy cưa này. Đó, về độ bền của máy này rất là cao, đặc biệt nó là hệ máy nòng đứng các bác nhá. Cưa cực kỳ nhanh, vòng tua vòng tải rất là lớn, khá là tiết kiệm xăng. Đó, K2 để giá là 1.500.000. Ok, K2 1.500.000 đồng. Đó. Tiếp theo, một chiếc máy K3 ngày hôm nay là cây Echo 3401, dòng Echo đời mới các bác nhá, đời 4 số thế hệ đời mới. Cây này cân nặng là 4kg. Đó, các bác đi cưa dòng cắt gia đình cây này rất khỏe. 35cc và nòng bít tông là 39 ly. Đó, nòng 39 các bác nhá. Trang bị lên cái lam như chưa xài luôn này. Máy này lam rất là đẹp các bác nhìn qua này. Lam này không một vết xước luôn. Đó, vẫn xích chạy xích chung 91. Đấy, hai chân ốc lam. Bô máy còn sáng này, bô máy còn sáng tươi luôn. Đó. Máy bên em thì không có trầy xước, không có bể vỡ đâu các bác nhá. Có cái máy nào có vấn đề gì thì em sẽ báo luôn tình trạng. Còn cây này thì như mới. Đấy, như mới luôn, không có vấn đề gì đâu. Tem điếc nguyên si luôn này. Kiorit này. Đó. Lam rất là đẹp nữa. Lam cực kỳ đẹp luôn. Ok, K3 để giá là 2.500.000 đồng với một cây máy cưa rất là đẹp xuất sắc và vòng tua vòng tải khá là lớn.
Cái hệ máy này có cò van xả áp luôn các bác nhá. Cò van xả áp ở phần hơi này. Đó, giật rất là nhẹ nhàng. Đấy, dễ đổ. Bơm xăng phụ ở phần hông máy. Ok, K3 em để giá là 2.500.000 đồng. Đó, máy móc siêu đẹp luôn. Đấy, cây này là quá VIP rồi. Đó. Tiếp theo, một cái hệ máy siêu phẩm nữa ngày hôm nay là cây Echo 332. Cây này với công suất là 33.4cc và cân nặng là 4.5kg. Đó. Cây này công suất khá lớn để các bác cắt tầm trung nhá. Máy móc các bác nhìn qua từ chân đế này, đó như chưa xài luôn. Từ chân đế rồi đến lam, xích. Lam còn nguyên chữ Echo. Xích sử dụng xích chung 91 và cái xích này thì tỷ lệ phần trăm rất là cao, nên khoảng tầm 90-95% về độ mới của xích này. Rất là dày dặn và còn cực kỳ sắc bén. Đây lam này, nguyên chữ Echo luôn này. Đó, lam rất là đẹp. Đó, cực kỳ VIP luôn, lam bên này. Đấy, nguyên chữ luôn, máy móc. Vâng, nhìn qua từ chi tiết nhá. Cái ốc áng của cái máy này là 7 màu. Ốc áng 7 màu. Về phần chân đế này nó còn chưa chảy luôn. Cái phần đế này nó hay chạm về cái phần mặt đất nhiều nhất. Nếu mà nó dễ bị xước nhiều nhất các bác nhá. Mà máy này còn không bị xước ở phần chân đế luôn. Đó, quá là VIP. Cái nhông máy này còn rất là dày luôn. Đấy, về kiểm tra kỹ càng cây máy này thì là độ mới lên đến tầm khoảng 96%. Đấy, K4 để giá là 2.200.000. Về phân khúc cắt tầm trung. Cái về phần cái dòng máy này thì phần hơi và phần điện không bao giờ lo hỏng các bác nhá. Đấy, phải cực kỳ là hệ này siêu bền về phần hơi điện. Và đặc biệt nữa là cái phần nước lam này là không bao giờ lo hỏng này. Bởi vì cái này nó bền lắm, nó không phải là nhông nhựa. Mà đây là cái đi rất là dài. Có lò xo nên là không hỏng được. Đấy, bác nào mà thích máy dòng nồi đồng cối đá mà máy đẹp xuất sắc như này thì cứ liên hệ nhá. Đó, K4 em để giá là 2.200.000. Đấy. Rất là êm luôn. Đây, các bác nhìn qua cái tem ở chân này, quá là đã luôn. Cây máy này cực kỳ sướng. Đây, em mở bên trong cho các bác xem nhá. Đó, bên trong máy này thì còn đẹp nguyên. Đấy, bên trong màu trắng này, bao cái lớp này ra này. Đấy, trắng tươi luôn này. Bên trong thì quá xuất sắc luôn các bác nhá. Máy này thì nghĩa về người Nhật mà họ sử dụng chắc chỉ sử dụng được một lần thôi, là họ giữ máy, họ chưa xài thôi. Còn máy này thì rất là vừa khỏe mà vừa mới. Tiếp theo là một cây máy K5, là hệ máy cưa Echo, được sản xuất tại nhà máy Ryobi. Cây này với công suất là 36cc và nòng bít tông là 40. Đó, nòng 40 ly các bác nhá. Hệ phân khúc để các bác đi cắt khai thác. Bác nào mà cắt keo, cắt quế mà ôm vành gỗ tầm bằng to hơn xô sơn, to gọi cho các bác cắt thoải mái luôn. Đấy, hai chân ốc lam, vòng tua vòng tải của hệ máy này thì không bàn cãi được nữa rồi. Rất là bền. Mà cái hệ Echo này nó là bền kinh khủng luôn các bác nhá. Đây, bơm xăng phụ này. Trong này có chế One Pro, chạy chế này thì điều tiết xăng và cái máy rất là bền. Đó. Điều tiết xăng nó ăn ít xăng. Đấy, nó ổn định, tạo được sự ổn định cao. Dòng máy có trợ lực các bác nhá, nhưng trợ lực nhỏ. Đấy. Bô máy còn sáng tươi này. Máy móc các bác nhìn kỹ qua nhá. Máy rất là đẹp. Đấy, K5 em để giá là 2.500.000 đồng. Cây tươi ấy, cưa phát một luôn các bác nhá, cưa cực kỳ sướng. Vèo 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 phát xong. Đó, K5 để giá là 2.500.000. Tiếp theo, một cây máy cuối cùng ngày hôm nay là cái hệ máy cưa cắt khai thác gỗ lớn. Cây dòng sách Doman, cây này với công suất là 52cc và nóng bít tông của cây máy này là 43
344 của nó, em không nhớ rõ, nhưng mà cái dòng bê tông rất là lớn, to trịch này luôn. Máy này có chiều dài được của cái lam này là 50 và được cắt là 45. Đó. Máy này các bác nhìn qua nhá, lốc máy là lốc nhôm này, bô máy bô lớn, bô xả lớn. Các bác nào mà đi tìm cây máy cưa để chuyên cắt khai thác, cắt rừng keo, cắt gỗ lớn thì có thể sử dụng cái dòng máy cưa này. Hệ máy này là của Đức các bác nhá, Make in Germany của Đức ơi. Đó, để em quay cho rõ các bác xem này. Make in Germany. Đó. Còn về phần hông máy đây là nó ghi công suất rất là rõ ràng. 52cc và cân nặng là 4,5kg. Đó. Ok, K6 này. K6 này để giá là 2.700.000 đồng. Nhớt lam này nó rất là có da các bác nhá, nhưng mà chỉ sợ là trong này nó ít nhớt lam quá, nó không. Đây em sẽ hết sạch nhớt lam rồi, tay em khô đét này. Đấy, em để em quên chưa để nhớt lam. Còn cái dòng này là một chút nhớt lam nó cũng ra hết luôn. Đó, máy bên em thì đảm bảo là nhớt nhớt là ra đầy đủ luôn, ra đều. Vòng tua vòng tải là đều căn chỉnh chuẩn luôn. Ok, đây là 6 cây máy cưa em vừa giới thiệu qua. Thì các bác có nhu cầu mua chiếc máy cưa nào đó trong lô máy này thì vui lòng liên hệ với số điện thoại là 0392 973 923. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.